Đi qua đi thăm đám mì nha. Sáng ngủ dậy người ta nhổ mất hết mì rồi, rồi sao? Giờ còn cây mì không, giờ tính sao? Ừ, đi qua. Nhưng mà giờ làm sao? Cũng mì bị lấy đi hết rồi, giờ làm sao? Tại sao? Tại sao vậy? Thì ai kêu ngủ cho cố vô, giờ làm sao? Giờ đó, giờ còn có nửa đám à. Nhỏ hết nửa đám mà còn nửa đám rồi. Giờ người ta kéo đi mất tiêu hết rồi, giờ mất mì giờ sao? Chứ giờ tính sao? Ta đi hết rồi ta bỏ lại. Bỏ lại đó, thì giờ bỏ lại cây chứ không lẽ lấy cây. Giờ tính sao? Giờ mất hết rồi, trồng cái năm trời giờ bán chưa bán được nữa, người ta góp hết rồi. Con trộm cắp chứ sao? Để bán À, ai bán? Ba ở đây rồi ai bán? mấy chú bán Mấy chú bán hả? Rồi ai lấy tiền? mấy chú nè rồi bán mấy chú nè mà mình lấy tiền Vậy hả? Bán hết này mới lấy tiền hả? kia mày kia mày nó khác mày còn như cũ nè. Còn nhiều cũ hả? Còn nhiều cũ nhưng mà cũng mới đi hết một một mấy cài rồi, một mọt rồi. Hồi chú nó quay lại chở thêm một mọt nữa. Nhưng mà không Nhưng biết mà sao sao? con bị ve chân à. Chắc là tối giỡn tông vô tường hay gì chứ gì. Đúng Không không? sao. Không phải hả? Nè, cái này Kìa mấy mấy chú còn còn bỏ lại mấy cái sọt để linh củ mì linh mấy cài đó. của mình mấy tay vẫn còn nhìn thương lắm. Ngủ quá trời. Ngủ sai quá mà tao lấy hết mì hết củ mì cũng không biết luôn, đúng mì bò thiệt. Đi vô thiệt gì có đâu có là chủ của mì nào đâu. Con không không chủ nhưng con phải coi chứ, coi chừng để người ta à. Nè cái này là ta sắp để lấy luôn để lấy Bò tiền. rình con bì rình con này nổi Ê, không? Bự trời. Dạ nhổ đổ á chị, em không có bán đâu, bao giờ em bán đâu, chắc cũng được 27 28. Mì này thì nó có điểm á, mì 05 này là nó có điểm hơn mì cút với mì giống. Mì giống năm rồi trồng đâu có điểm nhiều đâu, đem một cú nè cũng nó nhỏ xíu mà bỏ đi. nhưng mà nó cũng được về Đúng rồi, đi hết một mọt đó chị, đi hết mọt rồi hồi khoảng 7 giờ quay lại làm thêm mọt nữa là xong rồi, rồi nhỏ thêm ngày mai nhỏ nữa rồi kéo nữa vậy đó. Năm nay được cái củ bự, củ khổng lồ nè, như hai củ này. Đi vào sáng ra thấy đống mì đống lóc ra đây thăm liền. Đâu Rinh lên thử, ai Rinh lên thử qua chụp hình. Trời ơi, cái củ mượn cho bá không Rinh, Rinh cái củ nhỏ xíu mình cũng ra cái kiểu nặng lắm như đó, như hai bi kìa. Thấy không, hai bi Rinh củ mì nè, đó đó thấy không, củ mì bự không. Rồi để xuống đi con, cái chuyện cát vô mắt á. Nhiều lắm, còn hơn cái mới kéo đi có bốn bốn đường à, còn bốn đường nữa. Năm thu hoạch lạnh. Kệ nó con, có sao đâu. Đằng kia có một cụ nó kìa, đi
thôi. Chứ đừng có chó đi chỗ nữa. Đừng là gần chó hả? Sợ con chó hả? Người thì bự mà sợ con chó nhỏ xíu hả? Trời âm u. Trên bầu trời âm u à. Bữa nay chắc không có mặt trời nữa rồi. Ảnh hưởng của bão số 2 ở ngoài miền Trung. Con thấy mặt trời luôn chơi. Thế con nữa một cú đừng trốn ở trong đây. Đó chính là con bé bé à. Quá trời cũ luôn. Nóng này bao nhiêu ký bi đoán thử con. Trăm ký chứ còn gì nữa. Chính đây xác nào. Trăm ký là chính xác rồi đó, đúng rồi đó. Trời đất. Đóng này 100 ký còn cái đó chắc 1 ký à. Cái chừng cát vô mắt á. Đây là cái ủa. Cái này giống hình bạch tuộc vậy. Chó này sủa lên đất của bì bò mà dán sủa bì bò mới đào chứ. Đi, đi đi dài dài vô rồi ăn sáng con. Đi. Đi dài dài vô được rồi con, đi vô. Đi dài. Bỏ vô đóng đi con. Dục không tới rồi. Nhỏ lắm, nhỏ nó bỏ đi con. Đi, vô. Vô, thăm như đó đủ rồi con. Rồi hồi đi ra tiếp, ăn sáng xong ra tiếp. Để con rủ anh một cái. Cái phát mì. Đi vô Bi ơi. Đi vô, mẹ kêu trỏng kìa. Đi. Nó thấy nhậu mị ra anh chơi đó. Mê lắm. Hồi Phi nghe ồn ào là nó dậy rồi. Về bữa tới cắt lúa anh cũng đòi đi nữa. Đúng rồi. Đúng rồi, mai mốt nó lớn lên nó mặn cho. Đúng rồi đó. Mặn hay nó phá đó. Hả? Mày bốc lớn lên có làm không hay là phá bi? Làm chứ hả? Tin nổi không? Rồi đúng rồi, đi đường thẳng này vô nè, đúng rồi. Bi bò đi trước đi, ba đi sau. Mì năm nay trúng hay là thắt bi? Trúng hả? Lúa cũng vậy. Lúa số quắc cũng là trúng, mì số quắc cũng là trúng. Cỡ nào bi bò nói cũng trúng à. Sao chứ? Vô đi học kìa, mẹ kêu nữa kìa, thấy không? Mì này con nói sao chứ Bo? À, cũng khá khá hả? Cũ cũng lớn hả? Cũng khá khá thôi chứ chưa được trúng không? Ừ, đúng rồi, khá khá thôi. Chứ sao trúng được? Rồi, vẹo trái. Vẹo trái Bo, vẹo trái. Rồi trái, rồi hướng này nè. Qua bên đây, qua bên đây. Qua đây nè Bi. Qua bên hướng đóng mì này nè. Dạo vòng vòng mà đi học về rồi là ngày mai mới nhỏ tiếp. Chứ người ta đi hồi chú quay lại chú chở thêm chuyến nữa là hết rồi. Bữa nay nhỏ nửa đám. Củ này dài sọc sọc luôn nè Bi. Củ này dài bự hơn bi nữa. Rồi vô. Bi bò đi học.